Ôi, lại sang hit. Khiếp hồn. Hôm nay tính ra là bên kia quân đa phần là đẹp hơn đấy. Bên mình là vượt khó nhiều. Đa phần là quân đẹp hơn bên mình. Cũng có những trận bên mình đẹp hơn nhưng mà là ít hơn so với đối phương. Và một pha phải ghê rất nhanh. Hơi đen chứ hơi là con nông dân vẫn ra ngoài nhưng không vấn đề gì. Ở đây là vãi quả, chỉ cần nhét hai con nông dân vào trong thì là được rồi. Trận thiếu bản lề ở trong xe đấu thứ 3. Khá kịch bản, khá giống với xe đấu trước. Mình dẫn một trận và đối phương có cơ hội để giành chiến thắng, dẫn trước lại mình 2-1. Sau đó mình bật là đẹp. Alo. Vâng, hai Kata đối đầu sang hit ở một trận đấu bản lề quân là rất khó, nhưng không có nghĩa là không đánh. Màu 4, 6 giờ, game thủ của HeHe. Chú sẻ vẫn đang còn bầy hiêu 7 con ở cạnh với chiếc nhà BS ăn gỗ. Dân ở nhà, vâng, mọi đồ ăn ở nhà đều đã thịt, đều đã làm việc xong. Không kịp dừng xin dân, quả đấy dừng xin dân anh 24 dân là kích đời luôn đấy. Còn thiếu 40 thịt nó sẽ chậm hơn, mất rất nhiều, còn lâu mới đủ 40 đứng. Dân nó có phải làm. Chậm mất cả phút. Vâng, bài rất xấu. Quân xấu và bài cũng xấu luôn. Màn hình máy của ChipBoy lên đời được một lửa chặng đường rồi. Rồi, cho bên kia ép đời xong rồi mình quit. Khó chịu. Ủa, nhà ông He này. Bên kia cũng xấu nhưng quân nó vẫn dễ đánh hơn. Không thể thua được cái xe này.